Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chương trình lấy góp nhận một top cần cross. Con này chương trình lấy góp gao 2 nha các bạn. Trước kia mình đã hướng dẫn các bạn gao 1 bây giờ. Này đó gao 2 Z10 top cần các bạn, một top cần có khoảng bằng 1 UDT nha các bạn. Để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mở Telegram bấm start. Sau khi bấm start xong bạn lướt cấp trang các bạn, lướt cấp trang xong các bạn join này góp nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join góp follow con chiller nè. Tiếp tục thì follow tôi Twitter nữa các bạn. Đây thì những nhiệm vụ này mình G1 đã làm rồi. Rõ ràng các bạn, mình đã làm G1 rồi thì các bạn việc bắt up được thôi. Rồi tiếp tục thì các bạn copy hát tát nó giúp mình các bạn. Từ chữ BC nè, rồi các bạn vô đây request nữa các bạn. Xem đây các bạn. Tăng 3 người bạn. Các bạn like nè các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chích dẫn như tôi quýt nè các bạn. Các bạn bắt hát tát vào các bạn. À sao dài dư tờ. Bỏ từ đây đi, còn 300 xíu các bạn. Và các bạn chậm xíu các bạn. Sao lâu vậy ta? Rồi tiếp tục thì các bạn tan ba người bạn vào các bạn. À, cộng Minh. À, cộng Minh. À, cộng Luku. Rồi các bạn tweet lên các bạn. Sau khi các bạn tweet lên xong thì các bạn trả lời bot nha các bạn. Các bạn bấm nhận một submit đi tên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram các bạn đã cho vào các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram mình các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ đường link profile Twitter nữa các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nữa các bạn. Các bạn nhấp vào ba cho bên cùng nữa bạn, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba quả trên cùng nữa các bạn. Các bạn bấm chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn bắt là chân bot nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại một cái link request nha bạn. Thì các bạn cũng mở tờ Twitter ra lại nè. Rồi các bạn nhấp vào ba bạn đi cùng nữa bạn. Bạn bấm nhấp vào một hồ sơ nữa. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ bài viết này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi bấm bắt từ đây nha các bạn. Ơi mất mạng luôn các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot tiếp tục các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB, các bạn có thể dùng với chocolate Bitmap in token các bạn. Chạy trên nền tảng BNB Smart Chain. Rồi nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ Smart Chain này nè. Các bạn sao chép được nè. Rồi các bạn trả lời bot nè. Bạn khai báo ở đây nè các bạn. Nó mà về là ngon lắm nha các bạn. Để mình gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào kênh Chiller nữa các bạn. Yeah. Rồi các bạn follow kênh Chiller của nó các bạn. Rồi sau khi
tất cả các bạn follow của Amadeus lên. Các bạn đừng lỡ username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Nó cũng không phối tôi cần được, các bạn làm thiếu bước là nó không phối. Anh cộng anh 4.1 rồi. Gỡ tài ơi tài, sao kỹ ta, sao đứng máy kỹ ta. Rồi tất cả các bạn việc lấy đường ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nó kiếm thêm tốc căng nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.